Báo giá siêu phẩm xe này cũ Thaco HD650. Và xin chào tất cả quý bạn và tôi Đông Duẩn Ô Tô nhá. Hôm nay thì sẽ lên sóng cho các bác một em siêu phẩm Thaco HD650. Em này thì đời 2017 các bác nhá. Có tải trọng là 6,4 tấn, chiều dài thùng là 5m. Đấy, cho bác nào chưa biết, bác nào mà thiện chí thì có thể xuống xem xe trực tiếp nhá. Em này địa chỉ nhà em đang ở Từ Hồ Yên Mỹ Hưng Yên. Bác nào mà cần xuống xem xe trực tiếp thì có thể alo, em sẽ chỉ đường cho các bác nhá. Em này xe đã rút hồ sơ rồi này. Phải nói em này là hàng đẹp xuất sắc luôn các bác ạ. Nhìn xe rất là mới. Đấy, tất cả là nguyên zin các bác nhá. Sẽ báo giá luôn cho các bác, em này đang có giá là 615 triệu và giá có thương lượng tại salon. Nếu bác nào mà thiện chí thì có thể alo cho em. Đây, xe zin đét hết các bác nhá. Đời 2017, khẳng định là xe rất là đẹp. Bác nào mà thiện chí xuống là lấy thôi. Xe chỉ bàn về giá nhá. Đấy, tất cả phần trần này. Nội thất bên trong này. Thực sự là còn nguyên bản nhá các bác nhá. Em này thì nhìn rất là mộc mạc. Xe em về thì em không phải dọn riết gì. Lên sóng cho các bác luôn. Xe vừa về hôm nọ thôi. Thùng bệ nhà máy nguyên bản nhá, nhưng mà các bác có thể thấy nhìn cái thùng bệ nó cực kỳ chắc chắn và đẹp, không hề còn bị rỉ hay không hề bị bong chóc cái lớp sơn luôn. Em này phải nói rất là chất lượng. Đây, cảm sản này, xe rất là đẹp. Bác nào mà có thiện chí thì có thể alo cho em, số điện thoại bên em trên màn hình nhá, sẽ tư vấn về xe, bàn về giá cho các bác. Gầm bệ này, hốc sơ cua này. Em này thì đẹp, đẹp và rất là đều xe. Các bác có thể thấy những phần thành thùng này rất là vuông vắn nha các bác nhá. Em này khẳng định bác là mua được rất là yên tâm luôn, cam kết không lỗi nhỏ. Xe đẹp, nguyên zin. Máy móc nguyên bản. Đấy, xe đã rút hồ sơ nhá. Về các bác chỉ việc sang tên chính chủ là chạy thôi. Lốp đẹp, khám dài, khám đến tận tháng 9 năm 2022. Địa chỉ nhà em tại Từ Hồ Yên Mỹ Hưng Yên nhá. Nếu bác nào mà thiện chí thì có thể alo em sẽ chỉ đường cho em xe. Em này thì nó của dòng Thaco Hyundai nhá. Đấy, thì cái loại các bác hay thắc mắc cái loại Thaco và loại Đô Thành thì nó cũng gần như nhau thôi. Nó hơn nhau ở cái thương hiệu thôi chứ về chất xe thì nó cũng như vậy cả mà. Sẽ quay cho các bác phần lòng thùng nhá. Rất là chặt. Cố gắng quay cho bác xem. Đấy. Đó, xem phần sàn nhá. Sàn này nguyên bản luôn. Các bác có thể thấy xe Hyundai thì ít em còn sàn nguyên bản nhá. Bởi xe Hyundai là một xe chạy chuyên chạy hàng nặng nhiều hơn là hàng nhẹ. Bởi dòng Hyundai là rất là khỏe. Máy cơ lại chở đa dạng hàng hóa các bác nhá. Đấy, nên là thường là các bác lót sàn sắt dày, gia cố thùng để chở lặng. Em này các bác có thể thấy sàn thùng nguyên bản luôn và xe không có chở lặng, chở liếc gì nhá. Đấy, xe vẫn còn rất là giữ gìn và đẹp. Các bác mua em này thì đã nói rồi rất là yên tâm, cam kết bảo hành chất lượng luôn.
bác nào thiện chí thì có thể alo cho em, sẽ báo giá lại em này cho các bác nhá. Taco HD650 đời 2017, tải trọng là 6 tấn 4. Cái này trời thùng là 5m và đang có giá là 615 triệu nhá. Bác nào thiện chí thì có thể alo cho em. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.